Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 5: Nhường một bước thì trời cao biển rộng. Người chân thật học Phật, cùng ở chung với mọi người, việc gì cũng đều tốt, không có việc gì là không tốt. Người xưa thường nói, nhường một bước thì trời cao biển rộng. Nếu đôi bên không nhường nhau, tạo thành xung đột, tạo thành chiến tranh, tạo thành thương vong cho sinh mạng, tổn thất tài sản và thiên tai nhân họa. Cái trách nhiệm này không thể chối bỏ được. Quả báo này tất nhiên bạn phải nhận lấy. Phát động một cuộc chiến tranh, trách nhiệm của việc làm này là vô cùng to lớn. Người làm việc này nếu như chân thật hiểu rõ, chân thật tường tận rồi, họ quyết định không làm cái việc dại khờ này. Vì sao vậy? Nhân quả không lường được. Sự việc này đều là sự việc của một số người có được phước báo lớn làm. Người không có phước báo, nếu bạn giết một người thì cảnh sát đã đến bắt bạn đi, bạn bị phán tử hình để đền mạng. Người có phước đức lớn phát động một cuộc chiến tranh, số người thương vong đến ngàn vạn, họ lại không có tội, họ lại không phải đền mạng. Pháp luật trên thế gian này họ không có tội, không phải đền mạng. Thế nhưng không thể trốn thoát được nhân quả báo ứng. Bạn có thể có được may mắn thoát khỏi luật pháp của thế gian. Người xưa của chúng ta nói, bạn không thể qua khỏi cửa ải của vua Diêm La. Nơi đó không nói đến tình người, quỷ đầu trâu mặt ngựa, ác quỷ đều muốn trị tội của bạn. Sau khi bạn chịu tội báo ở địa ngục xong, bạn còn phải trả nợ, cho nên nói rằng thiếu mạng phải trả mạng, thiếu tiền phải trả tiền. Bạn đã làm tổn hại biết bao tài sản sinh mạng của nhân dân. Nếu bạn có thể trốn khỏi để tiêu diêu tự tại, vậy thì luật nhân quả không phải đã bị bạn làm thay đổi rồi hay sao? Bồ Tát trước khi chưa tu hành chứng quả, những ác nghiệp đã tạo, đến khi thành Phật, khi nhân duyên hội đủ cũng phải trả báo. Phật cũng không thể thay đổi được luật nhân quả. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn bị quả báo 3 tháng ăn lúa ngựa. Dòng họ Thích Ca cho ra một người cừ khôi như vậy, cho ra một vị Phật. Bạn nói thử xem, người của dòng họ này phước báo bao lớn, thế nhưng vẫn phải là không thể trốn khỏi kiếp nạn của vua Lưu Ly. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biết rõ không cách gì cứu được, đau đầu đến 3 ngày. Nói rõ tâm Phật chúng sanh không hề sai khác. Cái sức mạnh này là như nhau. Nghiệp lực của chúng sinh không thể nghĩ bàn, có thể sánh núi Tu Di biển cả, ai biết được việc này? Phật biết được, Phật tường tận, Phật rõ ràng. Lời nói việc làm khởi tâm động niệm của chúng ta. Người biết được không ai không đang tu hành,
người biết được mỗi niệm đều đang tích công bồi đức. Người không biết thì mỗi niệm đang tạo nghiệp. Nghĩ lại thật là đáng sợ. A-di-đà-phật. Nam mô A Di Đà Phật.